Ê mọi người ơi, bây giờ mình đã đến cái quán. Bây giờ mình đang vô một cái quán phở. Thế bây giờ gia đình mình đang vô cái nhà hàng ăn phở. Nhà hàng này thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi chứ nó không có lớn. Ngoài trời đang rất là lạnh đó mọi người. Lạnh lắm luôn. Tại vì bệnh ho bệnh bữa giờ cho nên lúc mà ngồi được vô mình lạnh ngồi run luôn á. Gia đình mình cũng đang chọn món nè. Quán này thì nó cũng nhỏ nhỏ tầm khoảng hai mươi mấy bàn, bán cũng không có nhiều đồ ăn lắm. Cũng cũng có món nhưng mà cũng không có nhiều, chắc cũng khoảng cả đồ nước đồ khô chắc cũng khoảng mười mấy hai chục món, hai mấy món gì đó. Với không khí lạnh như thế này thì mình nghĩ là nên ăn phở là tốt nhất, tại vì nó có cái đồ nước vừa ấm bụng nữa. Chắc là mình chọn phở đi. Phở thì tô trung bình ở đây 9 đồng 95 một tô. Còn mà tô size lớn thì 11 đồng 95. Đó là size lớn nhất rồi đó mọi người. Mọi người thường hay nghe là phở xe lửa đó. Hai đứa con gái mình chọn bánh mì bò kho. Không khí bây giờ đang rất là lạnh cho nên lúc mình bước xuống xe thì cảm giác rất lạnh rồi. Đi vào trong quán ngồi thì nó cũng chưa có hết, nó vẫn còn rung. Bây giờ là mình quyết định là ăn phở đi. Vợ chồng mình là mỗi người một tô phở. Chồng mình là tô bự, mình thì tô trung bình thôi. Với không khí lạnh như thế này mà ăn một tô phở chắc là ngon lắm đây mọi người. Thời tiết lạnh ăn một tô đồ nước nóng nóng rất là tuyệt vời luôn, còn gì bằng nữa. Bên cửa sổ thì cũng có trang trí những cái đèn rất là xinh.
không gian của tiệm phở thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi mọi người, nhưng mà nhìn cũng rất là ấm cúng. Ở đây đa số bán cho người Mỹ. Bây giờ người Mỹ người ta ăn phở Việt Nam mình cũng rất là đông luôn. Tại vì bán cho người Mỹ thì mình làm cái đồ rau cỏ thì nó không có cầu kỳ như Việt Nam mình, cho nên bán rất là chạy. Bây giờ Mỹ cũng rất là ưa chuộng những cái món ăn của người châu Á mình đó. Họ rất là thích. Đó, đây mọi người, đây là mình gọi hai tô phở đây. Hai tô phở. Một tô kia là bự nhất rồi đó, size lớn nhất. Tô mình là chỉ tô trung thôi. Tô chồng mình là tô lớn nhất của cái quán này. Việt Nam gọi là tô xi lửa đó. Còn hai nhóc mình đang chờ bò kho, cho nên mình giờ mình ăn trước. Trời ơi, bây giờ mình đang đi dạo khách sạn. Đây khách sạn này, khách sạn 2 sao 3 sao. Đó, đây là cái phòng. Khách sạn này nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà cũng ok. Thì mình cũng không ở lâu, chỉ vô ngủ qua đêm rồi để mình lấy lại sức để mình đi dạo chơi thôi, chứ cũng không có lâu, cho nên cũng mình không có mướn phòng sang trọng. Cũng có bồn tắm, nhà vệ sinh, rồi hai giường ngủ ok rồi đó. Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đây là khách sạn, tên của nó đây là Red Rock đó. Đây cũng có cái tivi nhỏ nhỏ, cái tivi mấy lạnh mấy hít thôi, không có ha. Không có tủ lạnh, chỉ khó chỉ dùng bằng thẻ. Đây là chìa khóa của để khóa cửa. Đây khách sạn này cũng nhỏ nhưng mà nó cũng nhiều phòng, còn tuốt ở sau dài kia. À, tuốt sau kia quá trời luôn. Coi tuyết nó cũng còn nè mấy bạn đó, tuyết rất là dơ luôn. Tại vì mình mình vào đây đỡ trú qua đêm thôi, rồi sáng mình ngủ qua đêm tắm rửa mình đi thôi, chứ cũng không có ở lâu, cho nên mình cũng không có ướng chi mà khách sạn đắt tiền. Chỉ ngủ qua đêm thôi mà đâu cần ấy đâu, cũng có wifi đồ dùng ok. Ngủ mấy tiếng ngồi mình đi thôi. Trời rất là lạnh luôn.
Mình bệnh bữa giờ chưa hết, bây giờ nó lạnh ho quá trời ơi. Thôi video của mình đến đây xin tạm dừng ở đây. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của mình. Nếu quý vị nào yêu thích mình thì hãy vào đăng ký và ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.